Xin chào các bạn đang theo dõi. Video này chúng ta cùng bàn tiếp về việc tiêm phòng vaccine thủy đậu. Câu hỏi mà phụ huynh đưa ra đó là tại sao trẻ đã tiêm phòng rồi mà vẫn bị mắc thủy đậu? Thực sự là sẽ có tỷ lệ trẻ tiêm phòng rồi vẫn mắc thủy đậu bởi vì không có một cái vaccine nào đạt hiệu quả đáp ứng miễn dịch 100% cả. Không phòng bệnh được 100%. Cụ thể thì đối với vaccine thủy đậu, nếu các bạn tiêm một mũi thì hiệu quả đáp ứng miễn dịch đạt được là từ 90 đến 95%. Nếu tiêm mũi thứ hai, mũi nhắc lại thì hiệu quả miễn dịch được nâng lên 98%. Như vậy là nó vẫn chưa đủ 100% mà sẽ vẫn có tỷ lệ trẻ mắc thủy đậu sau khi đã tiêm phòng rồi. Nhưng cái thủy đậu mà mắc sau khi tiêm phòng này thì nó có cái đặc điểm đó là nó nhẹ, nó không có những cái biến chứng nặng, nó nhanh khỏi. Những cái tổn thương nốt đậu ở trên da thì nó ít, trung bình chỉ khoảng 50 nốt đậu mà thôi. Những đối tượng mà dễ mắc thủy đậu khi đã tiêm phòng rồi, cụ thể đó là em bé mà chưa kịp tiêm mũi nhắc lại. Thứ hai đó là em bé mới tiêm phòng thủy đậu nhưng tiếp xúc với người bị thủy đậu. Bởi vì cái thời gian để có thể sản sinh ra kháng thể tạo đáp ứng miễn dịch trong cơ thể với cái mũi tiêm phòng thủy đậu này trung bình khoảng 3 tuần. Thế nếu trong 3 tuần ngay sau khi tiêm phòng này mà tiếp xúc với cái mầm bệnh thủy đậu thì em bé của chúng ta vẫn có thể mắc thủy đậu. Thứ ba đó là cái thời gian đáp ứng miễn dịch. Cái trung bình, đáp ứng miễn dịch trung bình của cái thủy đậu này nó tồn tại khoảng 15 năm. Đấy, nếu mà chưa tiêm nhắc lại cái mũi thứ hai trong cái khoảng thời gian 15 năm này thì cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể nó giảm đi rồi và đứa trẻ cũng có thể mắc thủy đậu. Đấy, như vậy đấy là những cái lý do giải thích cho các bạn vì sao tiêm phòng rồi mà vẫn bị. Nhưng nó có một cái điểm để chúng ta yên tâm vẫn tiêm phòng cho con, đó là bị nó sẽ rất nhẹ. Bởi vì nhiều phụ huynh sẽ lo lắng là tiêm phòng về thì em bé hay khó chịu, hay quấy khóc, hay sốt, hay có những cái biểu hiện gọi là phản ứng phụ sau tiêm. Thì còn lo lắng là có sốc phản vệ hay có những cái nguy hiểm gì khi tiêm phòng hay không, nên còn lưỡng lự không cho em bé tiêm. Nhưng mà không nên như thế các bạn ạ. Đấy, mặc dù nó có bị, nó không đáp ứng hiệu quả miễn dịch 100%, nhưng cái tỷ lệ của nó rất ít và bị thủy đậu thì nó nhẹ hơn rất nhiều so với cái việc đó là khi chưa tiêm phòng mà bị thủy đậu. Cho nên cái việc tiêm phòng thủy đậu cho con này là cần thiết cho phụ huynh chúng ta thực hiện. Các bạn hãy tiêm phòng cho con sớm và đầy đủ nhất các mũi theo lịch để bảo vệ con mình tốt nhất ạ. Cảm ơn nhãn hàng X Nhi đã tài trợ bác sĩ thực hiện video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.